Tôi vẫn đang chạy kìa. Vâng. Em vẫn đang chạy bình thường ạ. Techcombank này ạ? Dạ vâng, Techcombank này. Đúng là khó khăn nhỉ, chả kiểm tra cắm cụm mà nó nhìn cái là biết ngay không nhỉ? Nói chung là cháu mua thì cháu nhìn tùy người ấy. Không đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Nói chung là họ là người ta biết là nhìn. Vâng, cháu biết. Thứ nhất cháu nhìn đồ, cháu hai cháu nhìn người. Vâng. Nhưng mấy ông nào mà cứ lấp ca cấp xong vào, kể cả ví dụ như là có bán rẻ cháu không mua. Đúng rồi. Thợ của cháu còn mua phải những cái đồ mà nó lấy cơ. Nó luộc người ta hả? Cái sau đấy. Công an nó đến nó thu hồi về thì mình mất trắng. Ừ. Nói chung tùy người cháu đấy thôi. Đấy, cho nên là đi ra ngoài cứ bảo lục xăm, bảo áp vào mực mỡ lên người là thế. Cái bảo hành ấy, nó bảo hành bao lâu của anh? Cũng tùy theo linh kiện bác ạ. Cái tờ giấy cho bác ấy, để cái tờ giấy không biết đưa cho bác. Nhận được chưa? À, ok rồi. Em cảm ơn nhé. Ok. Vâng. Ok em nhá, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube của mình, lại là mình Vững Máy Tính đây. Quay trở lại chuyên mục mua hàng online mỗi ngày. Thì ngày hôm nay mình sẽ review đến cho anh em một cái bộ PC. Bộ PC này là mình mua lại của một bạn khách hàng cũng ở Hải Phòng. Do cái nhu cầu công việc của bạn ấy không cần dùng đến máy nữa nên là bạn ấy vừa mới mang đến để thanh lý cho mình cái bộ ở đây. Cái bộ này là mình mua 6 triệu nha anh em. 6 triệu thì gồm có những gì? Đầu tiên là một con màn hình này, rất là nặng luôn anh em ạ. Những cái dòng LG 27 inch này nó cầm nó cực kỳ nặng luôn. Linh kiện đầu tiên là một con màn LG có mã là 27EA33VA nha anh em. Cái VA này thì mình hơi lấn cấn này, không biết là cái con này nó có phải tấm nền VA không. Nhưng mà mình nghĩ là cái mã này là IPS hay sao ấy, chứ không phải là VA đâu. Mình vừa mới check trên mạng thì cái VA này nó là cái mã thôi anh em ạ. Nhưng mà con này nó là tấm nền IPS. Thì với một cái con tấm nền IPS này bây giờ anh em có thể sử dụng để chơi game giải trí, làm việc rất là ok nhá, rất là ổn trong tầm giá. Với một cái con 27 như thế này thì bây giờ anh em có thể mua cũ được với giá khoảng tầm rơi tầm 2 triệu nha anh em. Đây là một cái con màn hình tuổi đời nó cũng khá là cao rồi anh em. Con này mình nhớ là nó ra đời vào những năm 2013. Thì tính đến thời điểm hiện tại đấy, nó cũng ra được khoảng tầm 9 năm rồi nha anh em. 9 năm một con màn. Con này mà anh em cầm trên tay thì rất là nặng. Và cái ngoại hình thì nói chung là vẫn có thể chấp nhận được trong cái thời điểm hiện tại. Nó không phải là đẹp nhưng mà cũng có thể chấp nhận được. Tấm đèn thì là IPS thì tương đối là ok cho anh em sử dụng. Linh kiện thứ hai là một con bàn phím văn phòng Cooler Blood này. Con này thì nói chung là chả có gì để review anh em ạ. Đây, dây dạ các thứ đây, dây cáp, dây mạng các thứ này, một con chuột USB văn phòng. Và đây là cái hóa đơn lúc các bạn mua máy, thì tí nữa mình sẽ show cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ đi vào cái cây. Linh kiện đầu tiên là một con VGA GTX 10502G đến từ Giga. Và đây là bản 1 fan nha anh em. Tem tháng 8 năm 2021 thì mua cũng được khoảng tầm 9-10 tháng rồi anh em ạ. Và cái con VGA này thì mình thấy là về ngoại hình nó cũng tương đối là ok. Nhưng mà nó có cái chữ ký ở đây này, không biết đã sửa chưa. Vẫn còn nguyên tem của bên bán hàng. Thì cái con này mình nghĩ là cũng vẫn đang chạy ổn định được khoảng tầm 9-10 tháng rồi. Nên là cái tem này chưa bóc này. Còn trước đấy có sửa chữa hay không thì mình cũng chưa dám khẳng định anh em ạ. Nhưng mà thấy cái chữ ký này hơi lấn cấn tí. Về phần RAM thì máy đang sử dụng một con DDR3 8GB nha anh em. Một cái con RAM 2 mặt chip đến từ Kingston. RAM này thì được bên bán hàng bảo hành 36 tháng. Tức là vẫn còn bảo hành khoảng tầm 20 mấy tháng nữa. RAM này là mua mới nha anh em. Các cái linh kiện còn lại bên trong thì máy đang sử dụng một con nguồn Aerocool. Con này nó có mã là VX Plus 500, công suất thực 500W nha anh em. Con này thì lúc bạn ấy mua cũng là mới. Thì tí nữa mình sẽ show cho anh em cái giá các cái linh kiện sau. Còn về main thì máy đang sử dụng một con ASRock H81. Đây là mỗi cấu hình nó khá là phổ thông và mình cũng đã làm rất nhiều cấu hình này rồi nên là mình sẽ chỉ lướt qua thôi nha anh em. Chứ còn mình không giới thiệu kỹ tất cả các linh kiện làm gì cho nó mất thời gian của anh em ra. Chip thì hiện tại máy đang sử dụng một con i5 đầu 4 này. Về phần ổ cứng ấy thì máy chỉ sử dụng một con SSD. SSD con này là, để mình xem nào. Con này nếu như mình nhớ không nhầm thì nó rơi vào tầm 240GB gì đấy. Đây nha anh em.
một con SSD 240GB Curia. Đấy, với một cái con này thì bây giờ anh em có thể thoải mái liên minh FIFA CS, GT5 hoặc PUBG BC. Anh em cài khoảng tầm 5 cái game đấy thì nó sẽ đầy cái ổ cứng này nhá. Và bây giờ thì mình sẽ show cho anh em cái hóa đơn mà lúc ấy bạn ấy mua hàng. Bộ cây H81 Liu i5 4570 8GB Liu 500W SSD 240GB 10502GB SCOM VB, vỏ SCOM VB. Thì cái cây này là bảo hành từ 6 đến 36 tháng tùy linh kiện nha anh em. Đơn giá của cây là 7.990.000 này. Màn hình LG 27 2 triệu này. Bàn phím 150k này. Chuột 150k này. Phí ship 100k này. Tổng cây sẽ là 10.390.000 nha anh em. Và cái hàng này thì bạn ấy cũng đã dùng cái bộ này được khoảng tầm 9-10 tháng rồi. Thì hôm nay bạn ấy cầm qua cửa hàng mình thì mình nhập lại cho bạn ấy bộ này là 6 triệu nha anh em nhé, 6 triệu full bộ. Cái bộ máy này thì mình cũng chưa test hết cả, chỉ test mỗi con màn hình xem là có bị kẻ hay bỡ hay không. Còn cây này thì mình chưa test. Thì ngay bây giờ mình sẽ lắp lại tất cả linh kiện vào và test game cho anh em xem nhé. Ngay bây giờ thì mình sẽ show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi vào test game. Chip i5-4570 này, con này 4 nhân và 4 luồng, xung thì là 3.2. Main Adreno H81, RAM DDR3 8GB một thanh, bớt 1600. Cả màn hình là GTX 1050 2GB D5, con này 128 bit và ăn của anh em khoảng tầm 75W điện max. Nếu tựa game đầu tiên là PUBG phiên bản PC thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó bị drop khá là nhiều và mình thấy cái hình ảnh nó hơi bị giật anh em ạ. Cái nguyên nhân chính mình nghĩ là do cái CPU nó đang bị đầy. Anh em có thể thấy là CPU hoạt động 100% và nhiệt độ lên tầm 73 độ C rồi. Còn về phần VGA thì nếu như anh em sử dụng trên một cái combo i3 Gen 10 hoặc ít nhất là 9100F đổ lên ấy thì nó sẽ cho anh em cái chỉ số FPS tốt hơn và chơi game nó sẽ mượt hơn, chứ còn như này thì nó hơi ấy nha anh em. Đấy, hơi giật này, mình show anh em setting này. Độ phân giải Full HD 1080, render 100 và cái setting đồ họa là medium nhá, một cái mức setting tầm trung ở trong game. Mà chơi thì khá là giật anh em ạ. Con i5 đầu 4 này thì trong thời điểm hiện tại mình thấy là chơi PUBG PC nó không ổn nha anh em. Anh em có thể giảm xuống cái mức setting thấp nhất để chơi cũng được, nhưng mà chơi nó trải nghiệm nó không sướng anh em ạ. Đến được GTA 5 thì trên cái cấu hình này vẫn thu về cho anh em được khoảng tầm 74 FPS. Nói chung là đây cũng là một cái mức chỉ số FPS có thể chấp nhận được khi mà anh em chơi GTA 5. Thì bây giờ mình sẽ show cho anh em cái setting. Độ phân giải Full HD 1080, khử răng cưa tắt, giới hạn FPS cũng tắt. Và cái mức setting hiện tại là low M nha anh em, setting đồ họa low M. Có phần thì high, có phần thì very high nha anh em. Đấy. Trong cái khoảng thời gian hiện tại thì mình thấy những cái con GTX 1060 3GB và 6GB đấy, nó giảm giá rất là mạnh anh em ạ. Ví dụ như mấy con 1060 6GB đấy thì hiện tại bây giờ anh em có thể mua được với giá khoảng tầm trên 3 triệu, nó chỉ khoảng tầm 3 triệu 8, 3 triệu 9 gì đấy thôi nha anh em. Cái bản 6GB đấy. Nhưng mà anh em phải cân đối là những cái dòng đấy thì thường nó rơi vào trâu cày nhiều. Nếu như anh em muốn cái con máy của mình nó thực sự là khỏe khoắn để chơi game và cái tầm tiền anh em bỏ ra không nhiều thì anh em có thể cân đối mấy cái con 1060 6GB đấy nha anh em. Nhưng mà mình thấy khả năng rủi ro nó tương đối là cao nên là anh em cứ cân nhắc. Đến cái Genshin Impact thì anh em có thể thấy là cái cấu hình này chơi khá là ổn nha anh em. Chỉ số FPS thì full 60 rồi. Hiện tại thì cảm hình hoạt động có 75% hiệu suất thôi và CPU thì cũng tầm đấy nha bạn. Đây mình thử xuống để mình giao tranh như thế nào nhé. Trong giao tranh vẫn được 60 FPS nha anh em. Đây là một cấu hình khá là ổn cho anh em chơi Genshin. Mình sẽ show anh em setting nha. Độ phân giải Full HD 1080 và cái mức độ họa hiện tại là tầm trung nha anh em, độ rõ nét 1.0. Ok chưa? Tổng kết lại video thì mình thấy bỏ ra 6 triệu để mua full cái bộ PC này thì nó khá là ổn đến cái thời điểm hiện tại. Trong cái bộ máy ngày hôm nay mình thấy bạn khách hàng này khá là uy tín nên là mình nghĩ là cái cây máy này cũng đang chạy ngon lành, cũng chả vấn đề đâu. Và với cái tầm giá 6 triệu mình thấy cái bộ này khá là ok. Trong cái khoảng thời gian dịch thì với cái bộ máy tính như này anh em vất đâu cũng được khoảng tầm 7 triệu, 7 triệu rưỡi. Nhưng mà bây giờ thời thế thời nó thay đổi rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhé. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.